ra ngoài đi con. Đây đi. Mẹ sao? Mẹ sao? Mẹ không chơi với con. Rồi để ba nói mẹ chơi với con. Ok. Ờ, nó cứ vô nó mang vốn vậy, mẹ không chơi với nó. Rồi. Nên cái việc mà kiến thức về về hệ mặt trời và mặt trăng này nè, gọi là lịch pháp, cực kỳ quan trọng ha. Bữa nào thầy sẽ có một buổi nói về chuyên về cái này. Tại vì cái lịch pháp này nè, ba cái hành này nó tương tác với nhau, nó tạo nên năm tháng ngày giờ, chứ không phải mình đang học rồi mình học ngược, mình học từ cái ngọn, mình không nắm cái gốc nên mình mất đi cái phần đó. Và sau khi em ứng dụng vô coi á, thì cái điều này, cái điều mà thầy nói nó quan trọng cực kỳ luôn. Không phải cái ngày này á, là ngày nhâm thủy là nó có thủy nha, không phải ngày này kim là nó có kim. Cái này chỉ là ngữ nghĩa, gọi là văn tự thôi. Cái này nó mới là ý nghĩa. Dạ. Vậy là mỗi lần mình coi rồi mình móc sổ mình đang đúng coi mấy cái lịch đó. Đúng rồi. Chứ mình không có che khuất cái phần trên đây, mình không có dựa vô chỉ có cái tứ trụ này thôi. Thấy không? Mình phải xét vô cái năm này nha. Chẳng hạn như này là 1987, nó sẽ khác với lại 1900 trừ đi 60 năm đi, 17. Hai cái này nó phải khác nhau chứ. Nó khác nhau về tam nguyên cũ vận chứ. Em hiểu không? Mỗi một cái thời điểm nó là duy nhất. Nhưng mà khi mà mình coi, mình bỏ mất những cái này, mình không ghi đây tháng 8, mình chỉ thấy, mình chỉ phân tích vô cái gọi là cái từ ngữ không thôi, mình quên mất mấy cái phần trên đây thì thôi đi, là nó sẽ sai, gọi là sai từ lưa hết. Thầy thì cho em một cái bộ công cụ về định lượng, bộ công cụ về định lượng, có nó em giải quyết mấy cái phần mà cực dễ luôn. Cực dễ luôn, em sẽ nhìn, em sẽ tính trong vòng một nốt nhạc là ra được thằng nào yếu, thằng nào mạnh. Nhưng cái này nữa nè, cái này nữa nó mới quan trọng. Nếu mà ngày 19, ngày 15, 19 giờ thì em phải tăng hỏa lên thêm bao nhiêu phần trăm. Mà khi hỏa nó lên thì phải có thằng nó bị giảm. Nhớ nha, mình vẫn đảm bảo giống như tổng tỷ lệ ngũ hành là lúc nào cũng bằng 100% hết. Khi có một thằng tăng phải có một thằng giảm, chứ không thể nào thằng này tăng mà thằng kia không giảm hết, thì nó sẽ dẫn tới là nó sẽ dư một cái ngũ hành ra, nó mất cân đối. Rồi nên lưu ý thêm cái giờ này ha, giờ cũng rất là quan trọng, và cái giờ này nó bị phụ thuộc vô cái địa lý cực kỳ lớn luôn. Chẳng hạn như bây giờ em là mùa đông ở Massachusetts, 19 giờ ha, nó bằng chừng 15 giờ của mùa hè, đúng không? Nhiều, đúng không? Đó ha. Nên mình không 7 giờ rưỡi là em giống như 6 giờ chiều vậy. Đúng rồi. Mà nhưng mà 8 giờ 35 phút cái là nó sụp tán cái bọc. Đúng rồi. Đó. Mục đích của cái giờ không phải là chỗ này, mà là nó nằm ở cái địa lý kết hợp với cái thời gian. Để chi? Bữa em có hỏi thầy á, nếu mà họ ở một cái chỗ khác mình không có cần chuyển đổi không? Mình không quan trọng ở cái tên trong đây, mà mình quan trọng ở cái độ ngũ hành của nó. Nếu mà nó xuống tối thì thủy nó dưỡng. Cái mà em cần nắm á, là sự biến động của 12 cái ngũ hành, 12 cái ngũ hành của 5 cái ngũ hành theo 12 cái vòng trường sinh. Mình biết là khi cái thời điểm đó mình không quan tâm nó mấy giờ, nó thiên can địa chi là gì, mà mình biết cái thời điểm đó chẳng hạn
Tại sao thầy biết ở bên Mỹ lúc đó 18 giờ nó bằng cỡ bao nhiêu chiều? Cái thầy quan tâm là cái độ nóng, độ lạnh tại thời điểm đó, độ sáng, độ tối tại thời điểm đó, chứ không quan tâm là cái giờ đó nó tên là gì hay cái đó là mấy giờ. Mình quan tâm vô cái ngữ nghĩa bên trong, còn em quan tâm vô cái danh từ bên ngoài đó, là em không biết đường mình đổi luôn. Mình không biết đường mình đổi luôn. Nên cái cục này nè, nó phải gắn với cái địa lý thì nó mới còn. Em mà bỏ cái phần này ra đi, tất cả mọi chỗ đều giống nhau hết thì nó sai trầm trọng luôn ha, sai trầm trọng luôn. Để em coi một người bất cứ ở đâu cũng giống nhau hết, và chọn dụng thần là một người chọn hỏa, người chọn thủy là như vậy đó. Cùng một cái bát tự y chang gì luôn, nhưng tùy theo cái vị trí địa lý đó mà thầy sẽ chọn dụng thần khác nhau. Còn nếu mà mình áp dụng rập khuôn á, em thấy em thấy vậy là em chọn đúng cái dụng thần đó. Nhưng mà tùy theo vị trí địa lý, tùy theo cái nơi anh đang ở, tùy theo cái đặc tính đó mà mình chọn. Rồi bây giờ thầy sẽ gọi là lượng hóa của 12 vòng trường sinh kia. Cái này rất là quan trọng. Rồi cái này là lưu ý thôi ha, chứ mốt thầy sẽ có một cái buổi dạy về cái này cho em. Mình phải hiểu thật là sâu. Sao với em? Đúng rồi. Bữa nay sẽ dạy cho em cái công cụ quan trọng hơn ha. Đó, cái này là cho em biết để dụng thần nó không chỉ đơn giản chỉ có thiên can địa chi, giống như là Uyên Hải Tự Bình hay là Trích Thiên Thủy nó nói, chỉ có căn cứ vô đó ha. Mà nó phải căn cứ vô rất là nhiều yếu tố. Nó phải căn cứ vô cái mặt trăng nè, cái vòng quay của trái đất. Cái giờ là thể hiện cái gì? Cái giờ không phải cái này là cái thể hiện. Nguyên nhân người ta làm ra cái giờ là do cái vòng quay của trái đất trên chính cái trục của nó. Nó tự xoay một vòng là 24 giờ, 25, 15 phút hay bao nhiêu ha. Một một giờ này có nghĩa là nó quay được một phần 12, một canh giờ này. Thì khi nó quay cái trái đất đó, nó có một cái điều đặc biệt là khi không phải nó quay mà nó đứng yên. Hiểu không? Tức là nó giống như vừa quay mà vừa xoay vậy nè. Tức là em nó vừa xoay rồi nó vừa đi tới. Nên mỗi một cái giờ nó đã khác nhau về vị trí, nó khác nhau về khoảng cách giữa trái đất với mặt trời, giữa trái đất với mặt trăng. Mỗi một cái giờ nó khác nhau cái đó, do sự khác nhau đó nó hình thành lên ngũ hành này. Rồi cái này trong mở ra ha, mở ra để biết. Rồi bây giờ là tới lượng hóa cái này, để thầy sắp cái này lên trên đây đi ha, để gì luôn cũng được, để gì hơi cuốn lên đây đi. Lượng hóa cái này định mạng ha, kỹ năng. Rồi bây giờ 12 vòng trường sinh. 12 vòng trường sinh là nó bắt đầu là từ đâu ha? Bắt đầu từ bây giờ đầu tiên là thầy có cái số thứ tự trước. 12 vòng trường sinh là nó có 12 đúng không? Và nó có là trường sinh. Trường sinh. Mộng dục. Quan đới, lâm quan, đế dụ, suy, bệnh, tử, mộ,
Tuyệt, Thái Dưỡng. Rồi trong đây em biết cái thằng nào nó sẽ là mạnh nhất. Vậy giờ mình bắt đầu mình quay ngược lại 12 vòng trường sinh của ngũ hành để mình thấy được cái thằng nào là mạnh nhất. Thằng nào mạnh nhất? Đế vượng. Đế vượng không? Rồi, đế vượng là mạnh nhất. Cái này nó bắt đầu chạy tí ha. Tí là chạy đây. Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu. Bây giờ đầu tiên thầy sẽ xét mộc trước. Đừng có vẽ cái vòng trường sinh mà kêu kiểu bản dọc. Kiểu bản dọc thiên can địa chi kiểu đó rất là khó học. Em phải vẽ kiểu tròn vậy nè. Hầu như thầy cũng chưa thấy cái sách nào mà nó dạy theo cái kiểu tròn này. Kiểu tròn này em vẽ hết 5 cái thằng ngũ hành lên trên đây. Em nhìn em sẽ thấy được nó rất là Sửu này, Dần này, Mão. Rồi bây giờ thầy xét á, cái đầu tiên á, là thầy xét mộc đi. Mộc ha, mộc mà là dương mộc thì giáp á, nó khởi trường sinh tại mộc á. Muốn biết mộc khởi trường sinh tại đâu á, thì mình biết tam hợp của mộc. Tam hợp của mộc là hợi, mã, mùi. Khởi nó tam hợp, đầu tiên của tam hợp là nó sẽ khởi trùng sinh tại đó. Thì từ đó mình điếm trở đi ha. Một là khởi trùng sinh ha, tại hợi, trùng sinh nè. Mình sẽ thấy đây là trường sinh, mộng dục, quan đới, lâm quan, đế dụ. Xong rồi suy nè, bệnh nè, tử nè, mộ nè, tuyệt nè, thai nè, dưỡng. Rồi bây giờ em xác định được cái thằng lớn nhất đó. Và em thấy cái 12 vòng trường sinh này nó có cái tính gì? Tính tuần hoàn, đúng không? Nhưng mà một năm á, nó bắt, giả sử như em nói là nó bắt đầu tại hợi đi, trường sinh không có nghĩa là bắt đầu nha. Người ta hay bị lầm cái chỗ này. Trạng thái của nó là trường sinh chứ nó không phải là thời điểm bắt đầu. Còn cái số thứ tự, số thứ tự nó là số 1, số thứ tự là để mình sắp xếp thôi, chứ nó không có nghĩa là nó là đầu tiên của ngũ hành đâu ha. Vậy giờ em biết lớn nhất. Bây giờ thầy đặt một cái giả sử là thầy lấy từ 1 tới 12 để đánh giá, thì mình sẽ thấy đế vượng chắc chắn là nó bằng 12, đúng không? Tại vì em nói đế vượng nó là lớn nhất. Thầy lấy 12 cái này, thầy lấy cái bộ số là từ 1 tới 12 để thầy đo lường cho cái thằng này. Bây giờ đế vượng là lớn nhất là 12. Vậy giờ trong đây thằng nào là nhỏ nhất? Thằng nào là nhỏ nhất? Tuyệt là nhỏ nhất không? Giờ thầy lấy bộ số là 12, vậy tuyệt nó sẽ bằng mấy? Bằng 1. Vậy tuyệt nó mới là cái thằng đầu tiên, đúng không? Chứ không phải trường sinh là đầu tiên. Hiểu ha? Mình bị lầm cái khúc này rất là nhiều. Người ta học về 12 vòng trường sinh rất là nhiều, nhưng mà do cái tên 12 vòng trường sinh nó làm cho người ta lầm rằng trường sinh là đầu tiên, nhưng mà không phải. Vậy là tuyệt, tuyệt nó là, vậy tuyệt xong rồi mình biết được thằng nhỏ nhất với thằng lớn nhất rồi. Vậy những cái thằng còn lại em sẽ bố trí như thế nào? Em có tất cả là 12 số nè, giờ em có được 2 số rồi đó. 10 số còn lại làm sao em gắn lên 10 cái còn lại cho nó hợp lý.
10. 10 mà chọn 10. Có 10 cách chọn cho 10 vị trí. Thì em sẽ có được bao nhiêu cách chọn lựa? Thì bây giờ lấy là số 6 là ở giữa. Ờ số 6. Số 6 thì chắc nó sẽ nằm Quang Đới hoặc là Lâm Quang. Giờ Quang Đới hoặc là Lâm. Thì em có 10 cái chữ số mà cho 10 cái lựa chọn, thì cái bộ số cái này em sẽ có một ra 100.000 tổ hợp. Em sẽ có 100.000 cách để bố trí cái đó lên trên này. Nhưng không biết cái cách nào là đúng nhất. Mà chắc chắn, đúng chắc chắn một điều là hai thằng này nó là 1 với 12 đó. Đúng không? 1 với Tuyệt. Thì cái phần còn lại nè, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 10 cái thằng này em bố trí vô 10 cái vị trí này thì em đã bố trí thân với mão rồi. Còn lại 10 cái thằng này bố trí cho 10 vị trí này, em sẽ ra được 100.000 cách chọn. 100.000 cách có thể bố trí. So với sau khi em có được bộ số này, so với cái cách truyền thống này nè, giống như thầy nói vậy, cái đó là định tính, cái này là định lượng, cái đó em không thể nào cải tiến. Nhưng cái này giả sử như bây giờ em không biết gì hết thì em chọn đại, thầy không biết, tại vì có 100.000 cách mà, thầy điền cái nào vô thầy cũng đúng hết á. Thầy điền đại là 2, 3, 4, 5, 6, 7, cái này 11, 10, 9, 8, xong rồi xuống 1. Ví dụ sau khi em đi vô thực nghiệm, em mới biết cái bộ số này nó có đúng hay không, bằng cách là em thực nghiệm, em tìm ra cái dụng hợp của cái này rất là nhiều lần, thì em sẽ ra cải tiến được cái bộ số này. Em cải tiến cái chỗ này nè, cái chỗ 10 thằng này, nên đó nó sẽ dẫn tới là càng ngày càng đúng là như vậy. Và có thể là chỗ này nó không phải là 11, mà nó sẽ là em có thể là 9, là 8, là 7, là 5. Em biết thêm được một điều là như thế nào, từ cái bên đây đi đến số 1 sẽ là giảm, đúng không? Thì cái này nó đã 12 mà nó đi qua đây nó là 1, thì 12 sẽ là lớn nhất, đúng không? 1 sẽ là nhỏ nhất, nên nó đi theo chiều này nó phải giảm. Giống như tại sao người ta đưa ra một cái quy luật đó, là thuận giảm nghịch tăng. Nó đi qua chiều này, từ đây mà nó đi qua đây, từ 12 qua 1 là nó giảm, nhưng mà từ 1 qua 12 này nó sẽ tăng. Giống như cái này là y như giải toán vậy đó ha. Y như vậy đó. Bèo đi ra đi con, đi cho bà ấy. Mẹ không cho con để. Rồi để bà ra bà nói. Mẹ ơi sao mẹ không cho con để với mẹ? Vô đi. Mẹ thấy cột lắm. Rồi bà làm. Đi ra đây. Con sợ. Đẹp sao mẹ kêu mẹ bật mẹ. Đó, cái gì quên? Đợi thầy trước nha.
Phải ra được một cái bộ số này. Và nãy thầy nói rồi, sau khi em tìm được hai cái vị trí này, chắc chắn là nó sẽ không thay đổi, chắc chắn là đúng. Việc còn lại là mình biết từ bên đây qua đây là nó sẽ giảm, từ đây, từ số 1 mà qua đến số 12 là nó sẽ tăng. Thì cái này á, trong tài liệu á, người ta không nói, không có một cái từ ngữ nào nói cái thằng thai này nè với thằng dưỡng này nè nó hơn nhau là bao nhiêu, đúng không? Người ta mà em biết chắc chắn là dưỡng nó sẽ lớn hơn thai đó. Thì 12 vòng trường sinh này em muốn bố trí được những cái con số này đó, thì em phải hiểu được 12 vòng trường sinh này nó có từ đâu và nó miêu tả cái trạng thái gì của thời gian. Thật ra là nó miêu tả trạng thái của ngũ hành theo thời gian. Và người làm mệnh lý nè, người ta lấy 12 vòng trường sinh này từ ở bên Phật giáo qua, từ ở bên Phật giáo qua, Phật giáo Bắc Tông qua. Thì em sẽ đọc vô. Cái này nó xuất phát từ Ấn Độ chứ không phải xuất phát từ Trung Quốc. Và nó dựa trên giống như sự hình thành của một đứa trẻ vậy đó. Và người ta hình thành lên 12 vòng trường sinh. Sau đó đến phát triển đến thời trước thời của Tử Bình, thời Việt Tử, là người ta mới áp 12 tháng vô nguyên lý của 12 vòng trường sinh theo Phật giáo. Và nó sẽ có tính tuần hoàn. Bây giờ thầy sẽ vẽ một cái biểu đồ để cho em sẽ thấy được nên chọn cái bộ số như thế nào là hợp lý. Sau đó em sẽ dùng cái bộ số đó, em mới tính toán qua bên đây. Em tính toán qua bên này. Giả sử như trường hợp quý tại dậu, thì mình quý là thuộc thủy. Thủy là nó khởi trường sinh tại đâu? Tại thân ha. Thân tí thần. Tại vì thủy thì nó tam hợp tại thân tí thần. Bây giờ mình tính cái quý này tại dậu coi nó là bao nhiêu. Ví dụ như em dùng cái bộ số này thì mình thấy là nó khởi trường sinh tại thân, thủy khởi trường sinh tại thân, nhưng mà quý á thì nó là âm, nó sẽ khởi trường sinh tại tử của thủy, để trường sinh mộng dục quan đới lâm quan đế dụ suy bệnh tử. Tử là tại mão ha, nên là quý thủy nó sẽ khởi trường sinh tại mão, thì nó là trường sinh mộng dục quan đới lâm quan đế dưỡng suy bệnh bệnh tử. Trường sinh mộng dục quan đới lâm quan đế dưỡng suy bệnh tử. Tại dậu là nó tử, mà theo cái bộ số này em sẽ có tử là bằng bao nhiêu? Tử nó bằng tới 7 luôn. Thì lúc này em sẽ tính ra quý thủy này nó bằng 7. Cái độ mạnh của nó là 7. Ví dụ thì tương tự như vậy. Đúng rồi. Thì mình lấy cái quý thủy như nè, nó có hai xét, hai cái xét tại địa chi và xét tại lệnh tháng. Như hồi quý này tại dậu nó cũng 7 luôn. 7 thì mình ra nó được là 14. Cái này là mình xét cái ngũ hành của thủy này. Còn cái kỷ tại dậu mình tính ra được bao nhiêu, đinh tại mão bao nhiêu, đinh tại dậu bao nhiêu, nhâm tại tuất bao nhiêu, nhâm tại dậu bao nhiêu. Mình xét nó hai cái, đó là xét tại nó và xét tại lệnh tháng. Yeah.
nó vẫn giống như y chang như cách mà em luận tứ trụ, nhưng có thêm một cái khác đó, là em đã lượng hóa nó bằng một cái con số, đúng không? Còn cái kia khi em không lượng hóa bằng một con số thì em vẫn xét trên trạng thái của 12 vòng trường sinh thôi. Em nói ừ, quý đại dậu á là nó đang là tử, quý đại dậu là tử, kỷ đại dậu nó là như thế nào ha, đinh đại dậu là như thế nào, nhâm đại dậu là như thế nào, nhâm tại tuất là như thế nào. Quan trọng nhất là tạo nên cái bộ số này và em vẽ được một cái dòng cho 10 cái ngũ hành. 10 cái ngũ hành trên cùng một cái vòng này, thì khi đó là chỉ cần nhìn vô ngũ hành đó thôi là em sẽ biết nó có cái bộ số là bao nhiêu liền. Rồi bây giờ bôi cái này ha, thầy sẽ vẽ cho một cái đồ thị. Rồi đây là một cái bước quan trọng, gọi là cái bước chuyển từ chữ sang hình. Tại vì hình á, người ta mới dễ nắm bắt và người ta mới nhớ sâu. Việc mà em chuyển được từ trong cái chữ đó đó mà thành cái con số, rồi từ trong cái con số nè, có con số này em mới chuyển nó qua thành hình, và hình nó mới là đồ thị. Và thông qua cái đồ thị á, người ta mới nhận biết đó, nhanh nhất có thể. Giống như thị trường chứng khoán đi, một cái tin của một cái ngân hàng hay một cái tin của quỹ tiền tệ IMF nó sẽ làm biến động cái đường này. Cái tin nó là cái chữ, từ cái chữ này nó sẽ tác động vô con số, và từ con số này nó sẽ biến thành đồ thị. Thì thầy ứng dụng cái phương pháp tương tự, chuyển cái chữ này thành ra cái số, từ cái số này chuyển thành cái đồ thị, và dẫn tới cái việc á, nhìn vô đây nó sẽ nhanh gấp 100 lần đọc cái này. Giống như em nhìn vô một cái đồ thị của một cái mã chứng khoán đi, nó là một cái tịch hợp của rất là nhiều cái thông tin. Những cái thông tin đó nó đều ảnh hưởng đến cái đồ thị đó hết. Thì tương tự như vậy, thì đầu tiên là hướng dẫn em về cái đồ thị của 12 vòng trường sinh. Thật ra 12 vòng trường sinh nó là một cái đồ thị. Nó đồ thị tại nó có tính tuần hoàn mà, hiểu không? Nó là đồ thị, có thể là đồ thị hình sin, nhưng mà chắc chắn nó là một cái đồ thị, tại vì nó lặp đi lặp lại mà. Thì cái này là bắt đầu từ tháng 1 ha. Tháng 1 đi ha. 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12. Đúng không? Thời gian á, lúc nào nó cũng di chuyển theo cái đường này hết. Nó là bắt đầu từ tháng Giêng, tháng 1, tháng 2, tháng 3. Nó bầu từ tháng Dần nè, cái này là địa chi. Từ Dần và nó là Dần Mão nè, Thìn nè, Tỵ nè, Ngọ ha, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, Tý, Sửu. Tý Sửu xong quay lại Dần nữa, tức là trái đất á nó quay vòng vòng ha, nó quay vòng vòng 1 năm 365 ngày, nó cứ quay vòng vòng ha. Thì đây là 12 trạng thái trường sinh. Thầy vẫn xét cho em là cái dần thì xét cái hỏa đi ha, dương hỏa. Em chỉ cần làm một cái duy nhất, mấy cái khác làm tương tự. Mình có, mình biết hồi nãy em nói cái gì là thấp nhất? Tuyệt. Tuyệt phải không? Thì tuyệt nó phải ở đây không? Đúng không? Vậy cái gì cao nhất? Cao nhất là đế vượng. Mình biết tuyệt là thấp nhất, cao nhất là đế vượng. Còn lại là có thể ha, bây giờ thầy cứ bố trí là thai, dưỡng, xong rồi tới trường sinh, xong rồi
trên trường sinh nó thể làm bọng dục, quan đới, lâm quan, mộ tuyệt gì đó, nó làm nó, tức là một đống còn lại á, 10 thằng còn lại chắc chắn là nó nằm ở trong đây, đúng không? Mình mình không biết chính xác vị trí của nó là chỗ nào trong 10 cái này, nhưng chắc chắn là nó không bao giờ vượt ra ngoài cái đế dự với cái tuyệt được hết. Bây giờ thầy lấy hỏa nó khởi trường sinh, hỏa nó khởi trường sinh tại dần. Giả sử thầy cho là nó tại đây đi ha, này là giả sử thôi, lát nữa sẽ ra cái thiệt. Giả sử nó tại đây, trường sinh, mộng dục, quan đới, lâm quan, đế dưỡng. Em sẽ thấy được á, là trường sinh, mộng dục, quan đới, lâm quan, đế dưỡng á, là nó sẽ tăng dần, đúng không? Trường sinh nè, mộng dục nè, quan đới nè, lâm quan nè, đế dưỡng. Trường sinh, mộng dục, quan đới, lâm quan nè, đế dưỡng. Mình biết được thêm một điều là từ trường sinh lên tới đế dưỡng nó phải tăng dần, đúng không? Chắc chắn là thằng mộng dục này nó sẽ lớn hơn thằng trường sinh, thằng quan đới nó sẽ lớn hơn thằng trường sinh, mộng dục, quan đới nó sẽ lớn hơn mộng dục nó sẽ lớn hơn lâm quan. Điều này là chắc chắn, nhưng mà mình không biết được là nó nằm ở chỗ này hay nó nằm ở chỗ này nha. Nó tức là sao? Tức là em sẽ biết cái thằng mộng dục này nè, nó sẽ nằm từ đây, từ cái mức này lên tới cái mức quan đới này, tức là nó nằm trong một cái khoảng này, nhưng nó không biết chính xác là vị trí nào. Có thể nó nằm trên đây, hoặc nó chỉ cao hơn thằng này chút xíu thôi. Thì bây giờ thầy lấy cái giá trị trung bình hết. Còn sau này tự em học á, em sẽ nghiên cứu ra được. Thì mình biết chắc chắn một điều á, là hỏa trong vòng 5 tháng đầu là nó sẽ tăng rất là mạnh, nó sẽ đi từ trường sinh và nó tăng lên. Mình biết được thấp nhất của nó là gì, là trường sinh, mộng dục, quan đới, lâm quan, đế dưỡng, suy, bệnh, tử, mộ, tuyệt. Vậy phải tuyệt chỗ này không, đúng không? Thì thầy sẽ biết được là cái thằng này nó sẽ giảm xuống tới đây, đúng không? Không, cái này là mình phải hiểu được nó ha. Tức là sao? Cái này nó có thể nằm, nó có thể nằm từ cái trường sinh này nè, nó có thể nằm từ trong cái khoảng từ tuyệt cho tới đây, hiểu ha? Còn tuyệt thì chắc chắn nó sẽ nằm ở đây, đế dưỡng chắc chắn sẽ nằm ở đây. Hai điểm này là không thể thay đổi, chỉ cần cái điểm trường sinh này em xác định nó nằm ở đâu thôi, em giả sử thôi, thì chắc chắn nó sẽ đi lên vậy, xong nó sẽ đi xuống vậy. Vậy giờ dần này nè, dần này là trường sinh nữa, đúng không? Thì thằng này á, trường sinh nó tại đâu á, thì bên đây nó cũng phải bằng với vị trí bên kia chứ. Sau một năm ngũ hành nó lặp lại mà ha, hay nó có thể thay đổi, nhưng mà cái 12 vòng trường sinh đó, nó không thể thay đổi. Nhưng mà tùy theo cái năm mà nó có thể khác, em sẽ thấy được. Và cái đường này đó, nó sẽ lặp đi lặp lại là y chang vậy, đúng không? Chỉ có một cái nó sẽ là vậy là mình sẽ thấy cái đoạn này nè. Cái đoạn từ cái này là một rồi, cái này, cái đoạn từ đây tới đây nè, nó sẽ chứa thai và dưỡng. Thì giả sử mình đang phân bổ là 12 số cho 12, thì mỗi thằng là một, mà trong cái đoạn này nó có 4, thì chắc chắn mỗi thằng đó, nó phải là một. Thì thằng này là 1, 2, 3, nó phải là những số nhỏ nhất, và thằng trường sinh chắc chắn là số 4. Tại sao chỗ này là 2, chỗ này là 3? Tại vì mình đang lấy 12, mình chia cho 12 mẫu số, thì mỗi một thằng trung bình nó là 1, đúng không? 1 mà từ đây tới đây là 4 cái hàng nhỏ nhất,
Nên chắc chắn bốn thằng nhỏ nhất mà xem thứ tự tăng dần thì nó ra một cái bài toán là sắp xếp bốn số nhỏ nhất từ 1 tới 4 mà theo thứ tự tăng dần. Thì em chỉ có một cách sắp xếp này thôi. 1, 2, 3, 4. Cái này là trường hợp em sắp theo số chẵn ha. Còn em sắp theo số lẻ á. Tại vì thì nói cái này có cả 100.000 cách chọn được số lẻ, thì cái này có thể là 1.5, thằng này 2.5 nhớ ha, và thằng này là 4. Như vậy vẫn được. Như vậy vẫn được. Hoặc là thằng này 1.4, thằng này 1.6 vẫn được. Miễn trong cái đoạn này nè, nó phải chứa được hai thằng thai và dưỡng. Thì để cho dễ nhớ á, thì em cứ lấy 2 và 3 ha. Nhưng mà bộ số lẻ nó mới đúng, bộ số chẵn nó không có đúng. Nó không có chuẩn xác bằng bộ số lẻ. Mà bộ số lẻ là cực khó luôn. Vậy thì em trong 12 cái trường sinh á, là em đã bố trí được nè. 1, 2, 3, 4. Vì chỗ này cũng 4 luôn. Chỗ này là 12 đúng không? Chỗ này là 1. Vậy bây giờ nè, chỗ Mão, Thìn, Tỵ, ba cái thằng này em bố trí là ba cái số gì trong cái khoảng giữa từ 4 đến 12. Từ 4 đến 12 thì nó còn 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ba cái vị trí này nó còn 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 số có thể bố trí trong 3 vị trí này. Tương tự như vậy, bên đây nè em còn là 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 cái vị trí này. Tức là em còn 2, 4, 6, 7. 7 cái số này mà bố trí bên đây phải tăng dần, bên đây phải giảm dần. Sau khi bố trí xong em sẽ ra được cái bộ số cho 12 vòng trường sinh. Thì thầy ví dụ đi ha. Thầy ví dụ bên đây á, thầy bố trí là 4, 5, 7, 9. Bên đây từ 12 mà nó giảm dần quan trọng, chứ không phải dụng thời cố định là quan trọng. Như thời điểm này mình cần cái gì? Cần tiền, phải bơm tiền. Cần công danh, phải bơm công danh. Cần sức khỏe, phải bơm sức khỏe. Và cái tuổi của em bây giờ tiền là tối ưu, phải bơm tiền thôi. Không phải, nhưng mà em nghĩ là bữa trước em bơm thổ thì cái tiền lại không nhiều bằng em bơm kim này hả? Rồi. Bơm kim vừa thôi, còn bơm mà kim mà quá thì nó cũng hại. Phải bơm hỏa thổ. Thiên quan mà bơm quá thì nó thành thất sát lại. Phải bơm hỏa thổ kim. Thầy nói rồi, không có một cái thuốc nào mà nó trị bá bệnh hết. Em phải dùng ba cái vị thuốc trị cho một cái bệnh. Nó đi theo nguyên tắc gọi là quân thần tá sứ. Nên là một cái mạnh, một cái dẫn, một cái trị, một cái điều phối ha. Chứ mình không thể nào dùng một cái mà nó trị bá bệnh được. Thì nó chỉ trị được cho em một cái lúc đó thôi. Lúc khác nó chuyển qua thành độc dược liền. Phải. Thì thầy sẽ đưa cho em một cái bộ giải pháp kết hợp. Trong đó nó có kim để thay đổi số mệnh, phong thủy không có đủ. Nó phải thay đổi từ bên ngoài lẫn bên trong. Bên ngoài là em sử dụng đồ dục phong thủy, bên trong là em vận động, ăn uống, ngủ nghỉ, đọc sách, làm việc. Em cũng chỉ có ông này mà. Tại vì mỗi lần mà nó thay đổi cái ngũ hành, hồi xưa em không có dùng ngũ hành á. Nó thay đổi ngũ hành một cái là cuộc đời nó thay đổi 180 độ. Tự nhiên đang học gì ngon, rồi nó bận biểu cho nó không có thời gian học luôn. Dồn dập từ sáng tới tối, từ tối đến sáng không có thời gian. Đấy là bắt đầu là mình cái bệnh mình để lại để quay. Khi mà quay lại mình học á, là bắt đầu mình phải coi lại, tốn thời gian coi lại mớ nữa. Khi xong rồi cái phong thủy nó đổi cái nữa, cái nó cho em chạy chết luôn. Ví dụ em mà em bơm hỏa vô là chạy dập một ngoài đường, không có thời gian ngồi xuống luôn á. Rồi. Mà không có tiền. Rồi. Thì nói chung là phải kết hợp. Thì hiểu rồi. Mùa này của em là mùa bệnh, mùa đi làm, mùa kiếm ăn mà.
Dạ, mình nói từ trước cái này, từ trước cái nhà vậy, ví dụ muốn kinh doanh gì á, tự nhiên lúc kinh doanh đang chọn đang ngon cái gì ngon xong cái đùng cái nên đổi nằm thay nằm cái mất hết luôn này, mất sạch luôn á.